Các bạn hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang cái phần 2 la mã của bài Amin Đó là phần cấu tạo phân tử và tính chất hóa học Chúng ta đi vào phần đầu tiên là cấu tạo phân tử Thưa các bạn thì trong Amoniac và Amin thì nó có cấu tạo tương đồng à, Có cấu tạo tương đồng Thì sự tương đồng giữa cấu tạo của amoniac và amin thì các bạn có thể quan sát ở trên màn hình trình bày ở trên màn hình thì trong amin và amoniac thì nguyên tử nitơ nó đều ở trạng thái lai hóa sp3 à, lai hóa hình tứ diện Đấy. trong uh, amin thì uh, nguyên tử nitơ uh, còn một cặp electron chưa tham gia liên kết còn một cặp electron chưa tham gia liên kết kể cả bậc 1, bậc 2 và bậc 3 và cả amin thơm thì nó còn một cặp electron chưa liên kết. À, chính vì vậy mà à, trong amin và ammoniac thì chúng có cấu trúc phân tử dạng hình chóp, dạng hình chóp. À, và một đặc điểm chúng ta nhớ đó là cái trong amin thì nguyên tử nitơ nó ở đang ở trạng thái lai hóa sp3 sp3 À, do phân tử amin à, nguyên tử nitơ còn một đôi electron chưa liên kết, à, cho nên amin à, à, dễ nhận các proton và thể hiện tính chất thứ nhất đó là tính bazơ. À, ngoài ra cũng à, do amin có trong phân tử có số oxy hóa âm ba à, như trong amoniac à, cho nên amin cũng thường dễ bị oxy hóa. À, nguyên tử nitơ thường bị oxy hóa lên thành nitơ tự do. à bên cạnh đó thì à, amin còn dễ bị thay thế bởi các cái gốc an, nguyên tử hero ở trong amin thì còn có thể bị thay amin bậc 2, bậc 1 thì còn có thể bị thay thế à, à, bởi các cái gốc hydrocarbon, gốc ankin à, và à, nó có khả năng tạo thành amin bậc cao hơn, bậc cao hơn. À, ngoài ra thì à, trong các amin thơm À, thí dụ như anilin thì nó còn dễ dàng tham gia các cái phản ứng thế vào nhân thơm à, do ảnh hưởng của đôi electron chưa liên kết trên nguyên tử nitơ à, nó có sẽ có, có tác động lên cái, à, làm thay đổi mật độ electron ở trên các vị trí octo và para và nó có khả năng tham gia dễ dàng các phản ứng thế vào nhân thơm vào nhân benzen à, đây là về cái à, sơ lược về cấu tạo phân tử và định hướng một vài cái tính chất hóa học của amin như vậy. Sau đây chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng tính chất hóa học của amin. à Như chúng ta đề cập thì amin có thể có các tính chất hóa học đặc trưng đó là tính bazơ, rồi có khả năng bị oxy hóa, có khả năng tham gia phản ứng thế nguyên tử hydro và phản ứng thế ở nhân thơm đối với các amin thơm. À, chúng ta đi vào phần đầu tiên, một nhỏ là tính chất bazơ của amin. Thì à, tính chất bazơ của amin à, thể hiện phản ứng đầu tiên là amin có khả năng kết hợp với nước. À, thì à, khi hòa tan trong nước thì à, amin sẽ kết hợp với nước à, tạo ra OH- và thể hiện tính bazơ. À các bạn có thể hình dung phương trình phản ứng đó là RNH2 kết nhận một proton của nước để tạo thành cái ion RNH3 cộng và giải phóng OH- chính sự giải phóng OH- này mà làm cho trong môi trường nước có tính 3 giờ và nó thể hiện bằng nếu chúng ta đưa quỳ tím vào thì có thể quỳ tím chuyển thành màu xanh À, và phenol và ta à, chuyển thành màu hồng. cái à, thứ nhất là sự kết hợp với nước. như vậy à, từ sự kết hợp này và từ khi à, thí nghiệm này thì chúng ta kết luận được một điều là trong amin thì nó có tính ba giờ yếu, nó là một ba giờ yếu. đây là tính chất thứ nhất à, tính ba giờ thể hiện tính ba giờ thứ nhất là sự kết hợp với nước. À, phản ứng thể hiện à, tính bazơ thứ hai của amin đó là các amin có khả năng phản ứng với các dung dịch axit ví dụ dung dịch axit HCl thì amin phản ứng được với các axit tạo một loại muối gọi là muối ankin amoni phương trình phản ứng đó là ví dụ amin bậc 1 RNH2 cộng với axit clohiđric tạo thành một cái muối ankin amoni RNH3 cộng Cl trừ À, cái hiện tượng này à, à, ví dụ như à, các bạn cho cái metin amin phản ứng với hơi axit HCl à, thì nó sẽ có hiện tượng là à, tạo ra muối à, metin amoni clorua à, và nó có dạng khói trắng à, các bạn quan sát được trên màn hình thí nghiệm người ta thực hiện như vậy à, đây là do phản ứng amin có khả năng phản ứng với axit để tạo thành muối ankin amoni rnh3 cộng cl trừ phản ứng thứ hai hoặc là đối với cái phenin amin phenin amin thì nó cũng có khả năng phản ứng với hcl để tạo thành cái phenin amoni clorua vì axit hcl là một axit mạnh cho nên nó có thể phản ứng với amin kể cả amin béo hay là amin thơm nó là một ba dẫn yếu à, một ba giờ yếu thì nó có khả năng phản ứng với HCl là một axit mạnh tạo thành muối ở trên là à, muối ankin amoni còn ở dưới là à, phản ứng với A HCl phản ứng với anilin à, tạo thành à, phenin amoni clorua à. à, thì trong các amin thì không phải amin nào nó cũng có tính chất nó hóa học à, có tính bazơ nó giống nhau mà phụ thuộc vào cái cấu tạo phân tử thì và cấu trúc của gốc R hay là gốc AR thì các amin nó có thể có các tính chất nó bazơ mạnh yếu nó khác nhau. đối với các ankin amin thì đối với các ankin amin tức là CNH2N 3N đấy thì đây là amin bậc 1 thì các ankin amin này có khả năng làm quỳ tím hóa xanh phenol và thì có khả năng chuyển thành màu hồng và tính amin của tính bazơ của các ankin amin thì mạnh hơn nh 3 nguyên nhân tính bazơ của ankin amin mạnh hơn so với ammoniac nh 3 là do nhóm ankin có khả năng đẩy electron về phía nguyên tử nitơ làm tăng mật độ electron trên nguyên tử nitơ và làm tăng tính bazơ của các ankin amin. Tức là tính bazơ của các amin và amoniac thì nó phụ thuộc vào cái mật độ electron ở trên tự do trên nguyên tử nitơ. Đối với các ankin amin thì do có khả năng các gốc ankin có khả năng đẩy electron về phía nguyên tử nitơ làm tăng mật độ electron trên nguyên tử nitơ và làm tăng tính 3 giờ Như vậy các ankin amin thì có khả năng làm quy tím hóa xanh, phenol phthalein chuyển màu hồng và có tính 3 giờ mạnh hơn so với amoniac. Còn đối với amoniac NH3 thì là cái trung gian nó cũng có khả năng làm quy tím hóa xanh và thê phenol phthalein chuyển thành màu hồng. Và tính 3 giờ này như trình bày đó là do cặp electron trên nguyên tử nitơ gây ra có khả năng nhận à, đối với các phenin amin đối với các phenin amin thì do nhóm phenin có khả năng hút electron tự do khỏi nguyên tử nitơ tức là đây là các bạn nghiên cứu một cách sâu sắc thì nó ở đây có cái hiệu ứng liên hợp và chính vậy làm giảm mật độ electron trên nguyên tử neter à, dẫn đến thì các phenin amin thì có tính bazơ yếu hơn so với nh 3 vì vậy mà các phenin amin thì không có khả năng chuyển màu tím uh, chuyển màu của quỳ tím và cũng không có khả năng chuyển màu của phenol và À, như vậy đối với tính bazơ này thì các ankin amin thì có tính bazơ mạnh hơn ammoniac à, còn đối với uh, phenin amin thì có tính bazơ yếu hơn so với amoniac do ảnh hưởng hút đẩy hoặc hút electron trên nguyên tử nitơ đó tạo nên tính chất thứ nhất là tính amin chúng ta sang phản ứng hóa học thứ hai của amin đó là phản ứng với axit nitơ HNO2 HNO2 thì các bạn quan sát trên màn hình thì các amin bậc 1 có khả năng tác dụng với axit nitơ ở nhiệt độ thường tạo thành ancol hoặc phenol và giải phóng à, nitơ. À, sơ đồ các bạn quan sát ở trên màn hình đây là quá trình xảy ra. À, chúng ta có thể viết gọn cái phương trình này thành RNH2 à, cộng HONO tạo thành rượu cộng với giải phóng nitơ và nước. À. Tuy nhiên ở nhiệt độ thấp, à, ở nhiệt độ thấp thì nó lại tạo thành một cái hợp chất à, à, đó là cái muối Diazoni, Diazoni. À, cụ thể là với nhỏ, ví dụ như là cái à, etin amin đây à, nó phản ứng với à, hỗn hợp muối NaNO2 và HCl à, nó sẽ tạo thành etin diazoni clorua à, và đây là một cái cái muối diazo thì có nó có vai trò rất quan trọng trong tổng hợp hữu cơ à, đặc biệt là cái về cái công công nghiệp phẩm phẩm nhuộm azo thì nó hay dùng cái phản ứng này. Như vậy thì khi phản ứng với axit nitơ HNO2 thì amin bậc 1 có hai trường hợp, nếu mà ở nhiệt độ cao thì hoặc nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao thì nó có khả năng tạo thành rượu và giải phóng nitơ. Còn ở trường hợp nhiệt độ thấp thì nó sẽ tạo thành muối diazonium. Vì phản ứng này nó thể hiện ở không độ khoảng từ 0 đến 5 độ là phản ứng thứ hai, là phản ứng hóa học đối với axit nitơ HNO2. À, chúng ta chuyển sang cái phản ứng thứ ba, đó là phản ứng ankin hóa. Như đã đề cập ở cái phần cấu trúc thì à, à, các ankin có thể bị các nguyên tử hiro trên à, à, amin thì nó có thể bị ankin hóa tức là bị thay thế bằng các cái gốc R. À, tức là khi cho amin bậc 1 hoặc bậc 2 à, tác dụng với các à, dẫn xuất halogen tức là các e ankin halogenua thì nguyên tử à, hydro của nhóm amin có thể bị thay thế và bởi, bởi các gốc ankin à, bởi các gốc ankin à, để tạo thành cái amin à, có bậc cao hơn à, ví dụ đây là cái trên phản bạn quan sát trên màn hình là một cái anilin một cái dạng amin bậc 1 nó có phản ứng với metin đua để tạo thành cái một cái amin bậc hai một amin bậc hai. Tức lúc này một nguyên tử hydro của anilin đã thay bị thay thế bởi nhóm metin hoặc là cái phản ứng này. Về phản ứng tổng quát thì các bạn có thể ghi đó là RNH2 cộng với y chẳng hạn hoặc là phẩy -X, X là halogen tạo thành RNRF cộng HI đây là cái phản ứng thứ ba là phản ứng ankin hóa phản ứng này gọi là phản ứng ankin hóa amin phản ứng thứ ba à, chúng ta chuyển sang phản bốn nhỏ là phản ứng ở nhân thơm anilin à, thưa các bạn thì đối với các cái anilin thì do các bạn quan sát do có cái hiệu ứng liên hợp mà mật độ electron ở trên anilin À, à, nó sẽ được tăng cường ở các vị trí octo, octo và vị trí para. Ở đây các bạn quan sát trên màn hình người ta à, đánh à, dấu âm ở đây, tức là mật độ điện tích âm ở đây lớn. À, chính vì vậy mà các cái à, amin thơm, tức là ví dụ anilin thì nó có khả năng à, tham gia à, phản ứng thế có thể là đây là thế electrophin vào nhân benzen đấy đấy cái phần hóa 11 các bạn đã nghiên cứu tương tự như trong phenol và nó có thể các nguyên tử hiro ở các vị trí octopara tức là vị trí số 2 số 2 số 4 và số 6 số 2 số 4 và số 6 thì có thể thay thế bằng các cái các cái tác nhân electrophin trofin như là Brom hoặc NO2. À. 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 À, như vậy kìa à, trong đối với cái phản ứng thế electron virofin vào nhân thơm đối với anilin này thì nó xảy ra một cách rất dễ dàng và dễ hơn so với cái phản ứng thế ở trong vòng benzen. À, Cái phản ứng này, à, cái phản ứng giữa anilin với Brom xảy ra một cách dễ dàng và nó cho tạo ra à, kết à, cái hợp chất uh, 246 tri brom anilin nó có màu trắng. À, màu trắng. Ở à, cái phản ứng này thì nó có thể dùng để nhận biết cái anilin à, so với các amin khác. À đây là cái tính chất hóa học uh, thứ tư của amin, amin thơm, đó là cái à, phản ứng với à, ở nhân thơm anilin. À, phản ứng này xảy ra dễ dàng hơn so với vòng benzen và ưu tiên thế vào các vị trí 2, 4, 6 tức là vị trí Octo và Para Do mật độ electron ở các vị trí Octo và Para được tăng cường à, để, Trên đây tôi và à, trình bày cho các bạn về cái cấu tạo phân tử và tính chất hóa học của Amin à, Cũng đồng thời kết thúc bài Amin à, Cuối cùng xin à, kính chúc à, các bạn gặp nhiều may mắn Chào tạm biệt và hẹn gặp lại